quay trở lại với kênh của Nhà Vui. Trước mặt chúng ta đây là tòa nhà Mắc Bộ Phủ, hay gọi là dinh công sứ Bắc Kỳ, một công trình rất nổi tiếng ở thành phố Hà Nội. Trước đây là nơi ở của con thuyền Đông Dương, và cái cổng này là một cái cổng rất nổi tiếng với sự kiện cái mặt tháng 8 diễn ra tại đây, tập trung quyền tại đây. Tuy nhiên điểm giới thiệu lần này chúng ta đó là cái công trình rất đặc biệt có xuất hiện ở những ngày gần đây của Hà Nội. Đây là khu vực vườn hoa Dinh Hồng, và ở trước cổng chính của tôi đây chính là cái vườn hoa Dinh Hồng có tượng đài phun nước và dân gian hay gọi lại là đài phun nước Quân Cóc. Nhìn đến bây giờ thì nó đã biến mất, và các bạn có thể quan sát kỹ thì nhận ra một lớp gương được dựng lên chắn ở phía trước của cái đài phun nước Quân Cóc này. Chúng ta sẽ đi vòng quanh đài phun nước Quân Cóc đất này. Với các công trình dạng gương thế này thì cũng khá là phổ biến ở trên thế giới, nhất là đặt trong các khu vực các khu rừng, và các cái bóng cây, bóng đổ của công trình sẽ cho vào cái gương, và không gian phía trong hoàn toàn biến mất. Nói qua về cái công trình kiến trúc này, đây là một công trình kiến trúc có tên là Pavilion, do Hội Kiến trúc sư Việt Nam xây dựng để trưng bày top 10 Edward các cái công trình được giải kiến trúc. Và công trình này thì được xây dựng có dạng khối hình lập phương với bốn mặt bằng gương, chiều cao công trình áng chừng 6 mét, và sẽ có 10 ô kính, 6 ô kính, kính tầm 1 mét, bao trọn lấy cái vị trí của đài phun nước Quân Cóc. Các bóng cây nó đổ vào in hình các cái tòa nhà xung quanh. Chúng ta có thể quan sát thấy tòa nhà Bắc Bộ Phủ cũng được in bóng ở phía sau này, một hiệu ứng rất tuyệt vời mà các kiến trúc sư muốn thử nghiệm ở đây. Tuy nhiên ở cái khía cạnh khác mà cái thông điệp của cái tòa nhà này mang lại đó là có không giữ thì khi mất đừng có tìm. Nhắc nhở các cái thế hệ chúng ta rằng các công trình văn hóa con người tạo ra, nếu không giữ một ngày nào đó biến đi thì chúng ta sẽ không tìm lại được nữa. Chúng ta thấy ở đây đó là cái đài phun nước Quân Cóc này đã không còn, biến mất rồi. Thông điệp rất là sâu sắc. Có một cái diễn đàn về kiến trúc được lập lên để đưa ra nhận xét về cái công trình này. Có rất nhiều người ngỡ ngàng, nhiều người thì nói rằng cái việc đưa hệ thống gương vào đây nó làm phản chiếu vào mùa hè. Tuy nhiên như thực tế quan sát đây thì cái hiệu ứng gương này rất tốt vào thời điểm mùa hè, vì nó cho cái hiệu quả là lớn nhất. Thế nhưng vào mùa đông thì ánh sáng sẽ yếu, tuy nhiên cái tác động đến môi trường là vô cùng ít, vì là công trình này nó còn thấp hơn cả cái cây xung quanh. Chúng ta đã quan sát đây một ý tưởng tôi cho đánh giá rất là cao, một thông điệp mang tính nhân văn và triết lý, đó là có không giữ thì mất đừng tìm. Rất nhiều bạn trẻ đến đây check in khung ảnh này. Tôi tin rằng có rất nhiều người trong nghề kiến trúc sư ở góc độ này thì không có khái niệm về cái lồng kính này nữa, biến mất, ngôi nhà biến mất. Trước khi vào cái cổng bằng sắt này thì tôi sẽ muốn mọi người đi xung quanh một vòng quanh cái công trình này. Một cửa kính như một vật vô hình đã làm biến mất một công trình rất quen thuộc của người Hà Nội ở ngay cái vườn hoa Dinh Hồng này.
tất cả các cái hình ảnh đều được phản chiếu vào gương. Một hiệu ứng vô cùng ấn tượng. Thực sự là nếu như một ngày nào đấy, một giây phút nào đấy mà cái công trình quen thuộc của chúng ta hàng ngày biết cả mà tự nhiên biến mất đi, thì tôi tin chắc rằng cái sự hụt hẫng cũng như nuối tiếc sẽ rất còn dài. Mà thực tế cũng đã có rất nhiều các cái công trình bây giờ chỉ còn là hoài niệm trong quá khứ mà thôi, không còn có thể khôi phục lại được nữa. Chẳng hạn như khu vực lân cận thủ đô Hà Nội đây có những cái công trình tôn giáo như chùa Bảo Ân, chùa Bảo Thiên vì rất nhiều lý do đã không còn tồn tại, hoặc là Hoàng thành Thăng Long cũng đã bị hủy hoại theo thời gian và chúng ta không còn cái cơ hội để nhìn lại nữa. Tôi sẽ mời mọi người tiến vào phía trong của khu vực này để chiêm ngưỡng cái tượng đài phun nước quân cóc vẫn còn tồn tại mà chưa hề mất đi. Nó trước mặt chúng ta đây rồi. Hình tượng là một cái con chó đá. Con chó đá là một tượng rất thuần Việt, canh cho cái ngôi nhà. Cổng được cái làm bằng thép và không sơn để mộc. Thì trong đây rồi. Đơn thuần chỉ là hệ giàn giáo dày đặc. Và trước mặt chúng ta đây là cái đài phun nước quân cóc. Đài này được xây dựng dưới thời phó thuật quyền Đông Dương Chavarchier. Và phía trên thì nếu như mọi người có theo dõi kênh của Nhà Vui thì có được giới thiệu về cái công trình đài phun nước này. Với phía trên được xây dựng như một cái quách và tương truyền rằng nơi đây là nơi để hài cốt của Chavarchier. Công trình được kết hợp theo lối kiến trúc Đông Tây kết hợp với đài phun nước là biểu tượng của các cái công trình Tây phương. Còn 8 con rồng trầu phun nước lên phía trên qua các cái miệng của chú cóc này, nó lại là mang một biểu tượng rất là phương Đông. Tuy nhiên thời điểm hôm nay thì không thấy đài phun nước hoạt động, có lẽ là chính quyền thành phố cho phun nước theo giờ mà thôi. Tuy nhiên ở cái mắt thường thì chúng ta cũng quan sát được rằng công trình này đang ở mức độ có vẻ bị hư hại và người ta đã phải chằng néo bằng các cái dây đai thép này, hơi phản cảm. Có lẽ là trong tương lai gần thì chính quyền Hà Nội cần một kinh phí để cho trùng tu lại cái đài phun nước này. Một cái đài theo tôi đánh giá là vô cùng đẹp và sinh động. Còn phía trong này hiện tại bây giờ đây, bên ngoài mặt gương phía kia chính là hệ giàn giáo rất dày đặc và trưng bày các tác phẩm kiến trúc được giải trong các giải thưởng mà Hội Kiến trúc sư tổ chức. Nhưng chúng ta thấy là cái thông điệp nó rất rõ ràng. Việc trưng bày ở trong không gian này nó rất là chính nhưng lại thành phụ. Chúng ta sẽ đi lồng ghép giữa các cái không gian của hiện đại, của truyền thống, của quá khứ. Thực chất nó chỉ cách nhau một cái bức tường kính này mà thôi. Một thông điệp tôi cho là một thông điệp mạnh. Ở đây có ông Thúc Hào, một nhân vật khá có tiếng trong giới kiến trúc sư. Nước. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Tôi lại muốn mời mọi người ra phía ngoài cũng ngắm lại cái không gian cái nhà gương. Ra đến không gian này thì lập tức đài phun nước quân cóc đã biến mất, chỉ còn lại một không gian trong suốt với những cái mảng xanh. Một hiệu ứng vô cùng ấn tượng với một thông điệp tôi xin nhắc lại là có không giữ mất được tìm.
Tới đây thì nhà vui xin kết thúc video tham quan cái nhà trưng bày một cái khu bảo tàng ngoài trời của cái kiến trúc tổ chức ở ngay cái vườn hoa Diên Hồng và bảo chọn lấy cái đại phun nước phun cốc. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong các video clip tiếp theo.